À, kính thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, ngày mùng 5 Tây tháng 7. À, cộng đồng Việt Nam chúng ta vừa hưởng qua một ngày July 4 tương đối êm đềm, không có những cái tai nạn. À, tuy nhiên ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng nghe câu chuyện bàn luận chủ đề cũng hết sức là đặc biệt, là bởi vì chúng ta đang diễn ra một cái cuộc bầu cử và vào vòng chung kết tháng 11 tới đây, chúng ta sẽ bầu cho những vị thị trưởng. Và trong những cái vấn đề ở San Jose có câu chuyện là mình tạm gọi là chuyện dài cảnh sát San Jose, bởi vì trong suốt nhiều năm qua lực lượng cảnh sát San Jose đã thiếu nhân sự, cho nên đã có những vấn đề xảy ra khiến cho nhiều cư dân cũng hết sức là quan tâm, nếu không nói là bất mãn. Mời quý vị cùng nghe sau đây. Trước hết cháu xin được chào bác Lộc, thưa bác. Ở đây tiếng nói của tôi đây, nhưng mà trước khi vào cái đề tài hôm nay tôi xin cải chính cái vụ mà July Fool của nước Mỹ này không có êm đềm đâu. Ở bên anh phải biết là bên bên Illinois ở chỗ Chicago đó có một tên chả hiểu đầu đuôi nó làm sao mà đứng trên lầu nó bắn ngay vào cái đám diễn hành ngày July Fool đó, mới 10 phút nó bắn. Bây giờ chết 4-5 người, mười mấy người bị thương đấy. Cái đó nói thật tình ấy, chưa bao giờ mà có một vụ bắn phá mà điên loạn mà ngày July Fool đó. Thành ra mình cũng nên nói là nó không phải là một ngày êm đềm. Rồi bây giờ mình trở lại cái đề tài của mình được rồi anh Nam. Dạ vâng, bây giờ xin được chào anh Cao Mạnh Hồng. Dạ, tôi xin kính chào quý vị. Vâng, chào Mỹ Linh. Vâng, Mỹ Linh xin được kính chào anh Phạm Phú Nam, bác Vũ Văn Lộc và anh Hồng Cao. Có lẽ là lúc đầu tiên thì cháu nói rằng là tại vì ở San Jose mình êm đềm thôi, chứ mình cũng không có dám nói là khắp nơi. Nhưng mà hôm nay thì vấn đề thời sự nước Mỹ trong những thời gian vừa qua có lẽ nó cứ càng ngày nó càng nóng bỏng hơn. Thì với cái nhìn của bác Lộc như vậy đó, thì nói một cách tổng quát thì tâm tư của bác ngày hôm nay hơi ra sao? Cái vấn đề chính thì là thưa với lại mấy anh chị và toàn thể quý vị khán thính giả, tôi mấy tuần qua tôi ngồi tôi xem lại nửa thế kỷ mình ở tại nước Mỹ mà ngay tại San Jose này đấy, thì xem ra mình có vẻ tổng kết lại là có vẻ thất vọng về cái thành phố này. Cho nên tôi định viết một cái bài tiểu luận đặt lại vấn đề với lại thành phố. Thế nhưng anh Nam lại đưa cái ý kiến ra, thì bây giờ mình cứ lướt qua một vài những cái điểm chính, rồi thì tôi xin nói một vài cái nhận xét chung sau. Hình như là cái vấn đề số 1 anh Nam muốn quý vị đề cập tới là vấn đề cảnh sát phải không? Tôi cũng muốn nghe cái chuyện về vấn đề cảnh sát ở đây đầu tiên đi. Vâng, bây giờ để cho bác Lộc cũng như là anh Hồng và Mỹ Linh có thể nắm được cái ý tại sao cho đặt ra cái chủ đề cảnh sát San Jose. Bởi vì cách đây hơn 10 năm khi mà ông thị trưởng Chuck Reed ấy, ông còn đang tại chức đó, thì đã có một cái vấn đề gọi là tranh luận trong cái chính sách của thành phố San Jose. Họ muốn rằng là giảm bớt những cái quyền lợi của người cảnh sát, bởi vì lý do thành phố San Jose đã cho giới cảnh sát San Jose rất là nhiều quyền lợi. Cho nên khi họ đưa ra một chính sách mới đó, thì ngay lập tức sau đó giới cảnh sát San Jose họ bất mãn, dường như đó là họ nói rằng là ở các nơi á, vì vấn đề mà sinh hoạt cao cho nên người ta đã cho cảnh sát rất là nhiều quyền lợi, mà thành phố San Jose là tìm cách cắt giảm, cho nên hiệp hội cảnh sát á, dường như họ không có hài lòng. Do đó đó, từ một cái lực lượng khoảng 1.600 nhân viên, từ từ nó tụt xuống còn dưới 1.000 nhân viên. Và sau đó khi ông thị trưởng Chuck Reed rời đi đó, thì ông thị trưởng Sam Licardo lên. Thì trong suốt 10 năm qua dường như là giới cảnh sát San Jose, cái lực lượng cảnh sát vẫn cứ thiếu hụt. Thì mình muốn đặt một cái vấn đề, tại sao một thành phố lớn như vậy mà có một cái ngân khoản hàng tỷ đô la như thế mà lại để cho cái tình trạng cảnh sát thiếu hụt? Đồng ý là có những cái conflict trong cái vấn đề mà thương lượng, nhưng một vị vai trò của một vị thị trưởng và một thành phố đó, họ cần phải bảo vệ an ninh mà họ để cái tình trạng thiếu hụt cảnh sát trong suốt 10 năm trời như vậy. Cho đến bây giờ ông ta ra đi, cảnh sát vẫn thiếu. Và trong suốt thời gian qua đó, đã có rất là nhiều cư dân, người ta đã chịu một cái hoàn cảnh. Tức là khi người ta gọi cảnh sát người ta nói là người ta không tới. Mặc dù rằng có sự phạm pháp, nhưng mà sự phạm pháp nó không nguy hiểm đến cái vấn đề chết người thì họ không tới. Mà họ không tới đó,
thì là có khác nào họ khích lệ những cái vụ mà gọi là tiểu phạm đập cửa, phá cửa xe, ăn trộm ăn cắp, họ coi như tự do. Và chính bản thân cháu đó cũng đã bị hai ba chiếc xe bị đập tan nát cửa ngay trước cửa nhà mình. Thì cái vấn đề cảnh sát nó trở thành một vấn đề rất là lớn mà bây giờ đó cũng vẫn chưa có giải pháp nào hết. Thì đó là cái bối cảnh của cảnh sát. Thì bây giờ xin được hỏi câu đầu tiên là một người cũng sống ở đây lâu năm, cô Mê Linh cho một ý kiến ngắn, cô có nhận thấy giống như vậy không? Thưa, rất là đúng như vậy thưa anh Nam, nhưng mà trước khi mà mình vào cái vấn đề là cảnh sát á, thì mình cũng nên tìm hiểu thêm là nếu mình là cảnh sát thì mình sẽ được trả lương bao nhiêu và cái benefits mà mình có về cho bản thân và gia đình của mình là bao nhiêu. Nếu mình là một người cảnh sát thì theo Mỹ Linh được biết đó, khi mà một người cảnh sát họ vào cái gọi là police recruit, tức là họ mới vô cái recruitment đó, thì họ được trả là 43 đồng 65 xu một giờ, và cái annual base là cái lương mà trả vào hàng năm đó. Thường thường thì một người cảnh sát là cái lương của họ là từ 105.726 cho đến 165.000, tức là một người cảnh sát ở San Jose cái lương trung bình của họ là từ thấp nhất là 105.000 và cao nhất là 165.000. Và ngoài ra thì họ cũng có được rất là nhiều những cái khoản benefits cho chính cái người domestic partner là người vợ hoặc là người chồng của mình. Họ cũng được trả tiền vacation, sick time, mỗi năm được 675 đô để mua uniform, rồi có 4 tuần làm việc chỉ 4 tuần một ngày, 10 giờ một ngày và 4 ngày một tuần. Và cái bilingual pay là 2.5. Ví dụ như bây giờ nếu mà mình là người nói tiếng Việt Nam mà là cảnh sát thì mình sẽ được trả thêm 2.5% cái tiền lương của mình vì mình được nói hai thứ tiếng, và cộng theo rất là nhiều những cái benefits khác. Và chưa nói đến những cái retirement trong khi mà về già. Nhưng mà nói về cái vấn đề cảnh sát ở San Jose thì giống như anh Nam nói đó, thì lúc mà ngày xưa thì San Jose có một cái lực lượng cảnh sát cũng khoảng độ 1.600 người. Tuy nhiên vì cái vấn đề ngân sách nên đã xuống dưới 1.000 người, thì tương đối rất là nhỏ so với San Francisco. Nhưng mà mình thấy là hiện giờ cái tình hình ở San Jose rất là khó khăn và bấp bênh trong vấn đề an toàn. Như mình thấy bây giờ mỗi lần mà em đi Grand Century Mall chẳng hạn hoặc là Vietnamtown, em không bao giờ dám cầm những cái ví đắt tiền đi theo vì không có biết là bao giờ thì mình sẽ bị giật cái bóp đó. Thành ra rồi những người mà small business tiểu thương họ cũng bị đập kính rồi vô trong cái địa điểm làm ăn của họ rồi đập kính rồi ăn cướp rất là nhiều tiền ở trong đó. Mình thấy ra bây giờ là mình là một người cư dân ở thành phố San Jose, mình không có cảm giác là an toàn trong cái quận hạn này, trong cái thành phố này. Vâng, cảm ơn Mỹ Linh đã cho những cái con số rất là hữu ích. Thì bây giờ riêng anh Cao Mạnh Hồng, anh cũng nghe ngóng ở trong tình hình thành phố San Jose, thì cái nhận định của anh về vấn đề cảnh sát San Jose như thế nào? Dạ, cảm ơn anh Nam. Trước hết đó, là về cái phương diện là một người cũng đã từng làm ở trong hệ thống chính quyền cũng gần 30 năm, thì thật sự là giống như anh Nam nói, cái tình hình của San Jose vấn đề cảnh sát đó, là nó đã bắt đầu trong những khoảng hơn 10 năm về trước, tức là khoảng năm 2012. Nhưng thật sự ra đó, đó trước đó 2 năm, tức là 2 năm 2005, 2010 cho tới 2012, khi bàn thảo về vấn đề đó, đó thì ông Chuck Reed khi đó ông là thị trưởng, là ông đã có cái cũng giống như ông involved đó đó, và ông khuyến khích là phải làm việc đó. Vì chúng tôi cũng xin mở ngoặc thêm là cái hệ thống về hưu bổng của thành phố San Jose nó khác với lại những thành phố khác. Chẳng hạn như chúng tôi làm bên Santa Clara thì chúng tôi có vô những cái quỹ cũng như là các nơi khác, là nó kêu là cái CalPERS, tức là California Public Employee Retirement. Cái phần đó đó là mỗi tháng đóng vô đó, nhân viên rồi bên những cái cơ quan như thành phố đóng thêm vô đó thì người nhân viên sẽ được hưởng. Nhưng mà trái lại ở tại sao dê là họ run cái system riêng của họ, thì cho tới những cái khoảng năm đó khi ông Chuck Reed ông lên làm thị trưởng đó, thì cái gánh nặng của ngân sách rất là nặng, do nhất là trả cho cảnh sát, do đó mà ông đề nghị cái đó. Và cuối cùng đó là đưa tới một cái mình đã biết một cái dự thảo luật nó kêu là cái Measure P và đã được thông qua. Thì từ đó đó là cái số cảnh sát đó, họ từ trước đó họ đã bắt đầu, họ một là họ retire, hai là họ quit cái job
đã gia tăng giống như anh Nam nói đó, có những lúc đã lên tới 1.400, 1.500, 1.600 mà đã xuống tới dưới 1.000 người. Thì theo như cái thống kê mà chúng tôi đã có hiện đây á, mà họ tính nó kêu là cái officer per capita, tức là cái số cảnh sát trên 1.000 người đó của toàn quốc là 204, nhưng riêng San Jose đó hiện giờ chỉ có khoảng 1.000, tức là ở dưới phân nửa của cái mức trung bình. Mà trong khi đó đó, cái dân số của San Jose của mình đó, nó đã trên 1 triệu người. Mà nếu mà so sánh với một thành phố lớn như San Francisco đó, họ chỉ có 875.000 người, mà họ có trên 2.000 cảnh sát tương tự, tức là những cái sworn officer đó. Trong khi của cảnh sát của San Jose hiện tại đó có khoảng 1.153 cảnh sát tương tự. Thì mình nói như vậy đó, mình chứng tỏ rằng cái số thiếu hụt về nhân lực rất trầm trọng của cảnh sát của San Jose. Mà mặc dù gần đây đó, chúng ta đã biết khi ông thị trưởng Sam Licardo lên nắm quyền đó, thì khoảng, tôi nhớ là khoảng 2015, ông đã có những cái thương thảo với lại bên cái union của cảnh sát đó, để mà trả lại một số những cái quyền lợi cho cảnh sát, tức là những cái Measure B đã cắt đi thì bây giờ là sẽ trả lại. Tuy nhiên những cái sự trả lại đó và cái cách tuyển dụng nó cũng không có gây ra được những cái hậu quả là khuyến khích những cái người đó vô. Combine với lại những cái yếu tố mới gần đây là chúng ta đã thấy là cái chính sách về vấn đề luật lệ của tiểu bang, của liên bang rất là nhẹ nhàng đối với những cái tội phạm. Cộng thêm nữa là những cái phong trào mà từ sau cái vụ George Floyd năm 2020, thì cái phong trào của những cái người, cái khuynh hướng của những người cảnh sát thường kể cả nơi solo white, họ bỏ job và họ trở lại họ hoặc là retire. Thì nói tóm lại đó, thì bây giờ đó không những là vì vấn đề bị ảnh hưởng từ cái Measure B, mà cho tới bây giờ có những cái chính sách chẳng hạn như thả tù sớm. Chúng tôi đã biết khoảng 1/3 số tù của quận hạt Santa Clara đã được thả ra trong thời gian vừa qua. Và họ thả tù những cái tội nhẹ, non-violent. Họ bỏ cái tiền bond cho những người không có năng lực về tài chính. Hoặc là có những cái luật của California như Proposition 47 đó, họ đã không kết tội những người nếu mà gọi là ăn cắp mà dưới $950. Thì nói tóm lại đây là một cái hình ảnh mà rất là tiêu cực ở trong cái vấn đề mà của cái chính quyền đối với việc tuyển dụng cảnh sát. Thứ nhất là do những người cảnh sát họ không muốn gia nhập vào đó nữa, là vì họ thấy có nhiều cái vấn đề mà như chúng ta đã trình bày, những cái tiêu cực là những cái hình ảnh của người cảnh sát đối với người dân, và những cái đe dọa về vấn đề cắt giảm ngân sách, hoặc là và giả là họ cảm thấy là quá nguy hiểm do những cái phong trào gần đây. Đó là ý kiến của tôi. Dạ vâng, cảm ơn anh Cao Mạnh Hồng. Bây giờ thưa bác Lộc đã nói rằng là bác đang viết một cái tiểu luận, bởi vì bác sống ở thành phố San Jose này cũng đã trên 40 năm. Và bây giờ đó thì bác có những hình ảnh mà bác believe rằng là cái thành phố San Jose này đó dường như là hơi bội bạc với cộng đồng Việt Nam. Xin bác ý kiến. Tôi có hai phần. Phần thứ nhất là tôi có một chút ý kiến về cảnh sát, và sau khi nghe mấy anh chị nói thì tôi có cái nhận xét như thế này này. Thực ra đó, cái quyền lợi và bổng lộc của cảnh sát ấy, theo như mình ghi nhận đấy, thì cũng không đến nỗi nào, cũng không đến nỗi mà bị yếu quá, nó là vừa phải. Thế nhưng mà cái vấn đề chính là ngân sách mà dành cho cảnh sát để mà tuyển mộ thêm ấy, thì tôi nghĩ thành phố vẫn có, không đến nỗi. Nhưng mà cái chính sách mà đi gọi là tuyển mộ đó, thì hoàn toàn tôi thấy gần như không có. Cái sự tuyển mộ quân đội, tuyển mộ cảnh sát, tuyển mộ cứu hỏa, nó phải là một chiến dịch, nó phải do những người lãnh đạo thành phố, các nghị viên và cả cảnh sát trưởng phải nêu những cái gương. Bởi vì thực ra mà nói cho đến ngày hôm nay đó, cái thành phố này cũng là rất là may mắn, chưa có cái biến loạn ghê gớm mà người ta có thể kể tội cảnh sát giống như bên Texas hay là nhiều nơi bên Illinois, Chicago vân vân, không đến nỗi, mà cũng không đến nỗi mà gọi là ghê gớm như là so với lại Oakland hay là nhiều chuyện như là San Francisco. Cho đến bây giờ thành phố này vẫn tạm thời bình yên, cái đó là cái may mắn chứ chả phải là do lãnh đạo gì cả. Nhưng mà cái vấn đề tuyển mộ thêm, chính sách vẫn phải cần phải có,
một cái chính sách, và đồng thời mình cũng lại phải làm thế nào mà khích lệ cho chính con em của chúng ta mà nó đủ khả năng đấy, nó vào làm cảnh sát ở vùng này thì cái ảnh hưởng tốt đối với lại cộng đồng của chúng ta. Đó là ý kiến của tôi đối với vấn đề cảnh sát, mà nói thật tỉnh thành phố này cũng rất là may mắn, chưa có một cái chuyện gì lớn lao để mà có thể đặt một vấn đề lớn lao ra. Đó là cái chuyện thứ nhất về cảnh sát. Tôi còn nói chung với cộng đồng Việt Nam ấy, thì tôi có một cái nhận xét như thế này, này. Suốt từ những cái năm đầu tiên mà mình người Việt Nam tới đây đó, thì chưa có cái số lượng nhiều. Tức là lúc mà người Việt Nam đầu tiên tới từ năm 75 ấy, thì thời kỳ của bà thị trưởng, bà Janet, rồi đến anh Tom, thì 83 là anh Tom anh mới lên đấy. Thì chúng ta ở cái triều đại của anh Tom này, của bà Susan này, rồi của cái ông Ron là ông Mẹ này, rồi đến ông Chuck Reed này, rồi đến ông Sam, thì dần dần cái dân số của mình tăng lên và bắt đầu mình đóng góp vào cái con số mà cũng khá nhiều. Mà tôi cũng xin lưu ý tất cả quý vị một điểm đó là cái dân Việt Nam ở cái vùng San Jose này đó là không đến nỗi mà gọi là lệ thuộc về vấn đề welfare nhiều đâu. Là vì cái vùng này là vùng có công việc từ năm 85 trở đi đó, công việc nhiều gia đình họ làm 2-3 job, cho nên lẽ nhiên làm như vậy là phải đóng thuế, cho nên họ cũng giả nợ cho cái đất nước Hoa Kỳ ngay từ sớm chứ không đến nỗi thành ra cái thành phần mà gọi là trung lưu của Việt Nam ở đây cũng khá, không đến nỗi mà gọi là chịu đựng welfare nhiều đâu, thành ra đóng góp nhiều đấy chứ không phải không. Thế nhưng mà cái sự gọi là được trả lại đó thì thực sự ra từ cái ông Mễ, ông Ron đó, ông ấy cũng làm 8 năm, rồi đến ông Chuck Reed cũng 8 năm, ông Sam 8 năm. Những cái thời kỳ 38, 20 mấy năm vừa qua đấy, thì dân số Việt Nam nhiều, đóng góp nhiều, nhưng mà không hề được gọi là lại quả, không hề được các vị thị trưởng, các vị nghị viên quan tâm tới đâu nha. Tôi nói thật tình, mình cũng cứ lễ lạc thì cứ mời mấy ông ấy tới, ông phát cho tờ giấy, ông ấy chả có biết gì, hiểu biết gì về những người dân tị nạn đã chịu đựng bao nhiêu đau thương đến đây đóng góp vào chứ cũng chẳng phải là ăn hại này gì cả. Thì đó là cái điều mà tôi nhận xét. Đây là một cái thí dụ cụ thể này, là một cái chuyện đầu tiên đấy, là chính chúng tôi và một số những anh em ở đây đã xây dựng lên một cái vườn văn hóa đầu tiên ở góc đường Center và đường Capitol, dựng cột cờ lên. Tất cả cái đó là đóng góp vào, đó là hơn 100.000 Mỹ Kim. Và thằng cha, một thằng cha nghị viên cái thời kỳ đó là ông Shirakawa Con đấy, ông ấy ký kết với đám làm sân gôn, ông ấy đặt cái cột cờ xong 9 năm, ông đem ra cái khu mà vườn rau hiện nay ở trên con đường mà rất là nhỏ hẹp đó. Đấy là một cái, nói tóm lại một cái, rất là cái sức mạnh về cử tri của mình và tiếng nói của mình chưa đủ mạnh để mà chống đối. Cái đó là một cái thảm kịch đối với lại cộng đồng Việt Nam, mà tôi là một trong những người là nhân chứng của cái vụ đó. Cái đó là một cái chả thị trưởng, chả nghị viên nào quan tâm tới cả. Thế thì bây giờ sau đó rồi đấy, đến một cái trận khác nữa đó, là cái ông bác sĩ Ngãi với lại nhiều anh em đã đóng góp để xây dựng cái khu mà gọi là văn hóa Việt và có cái truyền thống Việt bây giờ đó, bỏ vào đó là Việt Nam bỏ vào đó là gần 2 triệu bạc ấy, mà bên chính phủ cũng bỏ cao ti các thứ bỏ vào đó cũng điều tiện 4-5 triệu bạc đấy, và trở thành bây giờ là một cái gì, bãi đất hoang. Nhưng mà nhờ có những anh em hiện nay bây giờ vẫn còn bền bỉ, vẫn chào cờ mỗi một tháng một lần rồi vẫn sinh hoạt, nhưng mà trên một mức đất hoang trông rất là đau thương, không hề mà có một cái phương tiện nào nắng nuôi, mà đồng thời không có một cái nhà nào mà để tạm nghỉ, không có một cái nhà vệ sinh. Cái đó là cái điều đó cũng hơi quá hiền lành. Thế rồi thêm vào đó nữa thì tôi cũng phải kể cái phần của mình nữa, là mình bỏ vào bao nhiêu tiền bạc để xây dựng cái Việt Bảo tàng mà bây giờ nổi tiếng khắp thế giới đó. Thì từ cái anh thị trưởng cho đến bằng anh nghị viên, chả anh nào đói hoài thì đến cái chia sẻ cái niềm hãnh diện của Việt Nam qua cái Viện Bảo tàng. Thì tất cả những cái chuyện đó và nhiều cái chuyện khác ấy, tôi sẽ định viết một thành một cái open, một cái thư ngỏ để gửi bằng tiếng Mỹ cho thành phố nhân cái dịp mà sắp sửa mà hết cái năm nay cái kỳ bầu cử mà gọi là giữa đường này. Đấy là đó điều chúng tôi chia sẻ với quý vị
tất cả quý vị thính khán thính giả nếu có đóng góp ý kiến của chúng tôi thì xin đóng góp để mình đặt vấn đề lại với lại các chức quyền thành phố. Đó là ý kiến của chúng tôi đó. Rồi bây giờ xin được hỏi Mỹ Linh, cô Mỹ Linh đã từng là giám đốc, phó giám đốc cơ quan Vivo rồi giám đốc trung tâm Á Mỹ, đã có rất là nhiều hoạt động, thì Mỹ Linh có một cái nhận xét chung chung về cái vấn đề thành phố mà họ đã gọi là đóng góp hay là xây dựng cộng đồng, thì xin một vài câu nhận định ngắn gọn từ. Vâng, Mỹ Linh, cảm ơn anh Nam và cũng rất là đồng ý với những điều mà bác Lộc vừa mới nói. Thì mình là những người mà đã sinh hoạt lâu năm ở trong cộng đồng thì mình thú thật là mình thấy rõ ràng đó là cộng đồng của mình đã không được đối xử tử tế và đàng hoàng bởi các công quyền địa phương. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là có quá nhiều viên chức dân cử, viên chức công cử do dân bầu ra. Rồi nên họ lấy lá phiếu của mình, họ xin lá phiếu của cử tri người Việt rất là nhiều lần. Và sau khi mà họ lấy được lá phiếu xong đó, thì dường như là mọi người đều làm lơ với tất cả những gì mà họ đã cam kết. Thì mình cũng đã chứng kiến những cái đó quá lâu và quá nhiều. Thành ra mình phải đi tìm một cái gì đó nó thực tiễn và có kết quả hơn. Mình muốn lấy một ví dụ như là ông Sam Ricardo. Khi mà ông ra để mà tranh cử cho chức vụ thị trưởng của ông mấy năm vừa qua đó, thì khi mà ông ra tranh cử đó thì mình thấy rõ ràng không những ông hứa miệng mà ông còn hứa trên giấy tờ, tức là ông ký một giấy tờ và ông cam kết là khi mà ông đắc cử được chức vụ thị trưởng đó thì ông sẽ làm hết những gì mà ông đã cam kết 10 điều theo Mỹ Linh được nhớ để mà giúp đỡ cho cộng đồng Việt Nam của mình. Mà cái lúc đó đấy, thưa anh Nam, thưa bác Lộc và thưa anh Hồng, thì mình thấy rõ ràng là ông đã đấu với ông Dave Cortese. Và ông Dave Cortese là một người rất là gần gũi với cộng đồng người Việt và bằng như là đối thủ, gọi là rất là cộng. Thế như là mình không thể nào tưởng tượng ông Dave có thể thua ông Sam Ricardo, trong khi ông Sam Ricardo không có một tí gì gần gũi với cộng đồng Việt Nam ngoại trừ khi mà ông tranh cử, mà cũng chỉ vì ông giấy chứng trắng mực đen ký đàng hoàng, thành tâm thực hiện tất cả những điều mà ông cam kết. Cuối cùng mình thấy rõ ràng là không có gì hết. Bây giờ mình nhìn lại năm 2022 thì mình thấy hiện giờ bà Cindy Chavez cũng đang tranh cử với ông Matt Mahan và cũng rất là giống tương tự như trường hợp của ông Dave Cortese và ông Sam Ricardo. Thành ra bây giờ cộng đồng Việt Nam mình phải rất là khôn ngoan và phải rất là cẩn thận để mình bỏ cho một lá phiếu nào xứng đáng nhất với mình. Thưa anh. Cảm ơn Mỹ Linh. Thế bây giờ anh Cao Mạnh Hồng, trong một cái bối cảnh mà anh vừa nghe qua ý kiến của bác Lộc và cô Mỹ Linh thì anh nhận xét ra sao? Qua cái ý kiến của bác Lộc cũng như là cô Mỹ Linh thì thật sự ra chúng tôi đã nhìn cũng rất đồng ý rằng là cái tình trạng về vấn đề vấn nạn ở trong cái thành phố San Jose nó đã có hiện nay vẫn còn rất nhiều. Mà trong cái đó đó, trong cái khu vực mà đông đảo nhất của người Việt Nam là cái khu vực 7 thì là coi như là cái tình trạng mình đã thấy rõ là những cái, mặc dù là mình đã biết là cái vấn nạn của cái người, những cái vấn đề của người vô gia cư đó hiện nay nó đã tăng khoảng trên 11%, nếu thì tôi có cái số liệu đó, ở tại cái quận hạt thì nó chỉ có tăng khoảng chừng 3% thôi, nhưng mà tại sao rơi khoảng chừng 11%. Thì cái vấn đề ở đây đó, mình thấy rằng riêng những cái khu đông đảo người Việt, những cái khu thương mại dọc theo cái đường Story hoặc là chung quanh ở đây đó, chúng ta đã thấy rằng những cái người vô gia cư đã ở tràn lan hết chung quanh, mà hầu như là thành phố cũng không có một cái biện pháp nào để mà giải quyết được cái vấn đề đó. Cái vấn đề nữa là vấn đề tình trạng cướp bóc, là chúng ta đã theo dõi báo chí và chúng ta đã thấy là ngay cả trong những khu thương xá của Việt Nam, như Santo Remo hay là Vietnam Town hay là khu Line Plaza hay là khu Center, thì chúng ta thấy rằng những cái tình trạng mình thật là rất là ưu tư khi mà mình vào đó, mình thấy có những cái bảng cảnh báo đó là mình không nên để đồ đạc gì trong xe, thì chúng ta thấy đó là điều rất là nguy hiểm. Trở lại vấn đề của bác Lộc nói về vấn đề vườn truyền thống đó, thật sự ra đó ở đây đã có một cái ước vọng của người Việt tị nạn đã gần 40 năm nay đã xây cất một cái tượng đài tại nơi đó và chỉ là được hứa hẹn. Và sau đó cái vườn truyền thống như bác Lộc có nói là mình đã có một cái số tiền quỹ lên tới mấy triệu đô la, rồi từ từ rồi bây giờ đó là đã phải trở lại cái quyền điều hành của cái quỹ đó của thành phố.
Và riêng cá nhân tôi là chúng tôi đã được những cái vị những anh em quân nhân để nhờ giúp trong cái vấn đề để mà thương thảo cho cái vấn đề cái dự án tượng đài ở trong tương lai, thì chúng tôi thấy rằng thực sự ra ở đây đó, ở tại khu vực 7 này đó, những người cái người nghị viên đương nhiệm họ đã dùng cái tượng đài và cái ước vọng của người Việt của mình là một cái để mà là một cái con bài tẩy để mà mặc cả. Thành ra do đó đó, tất cả những lời hứa hẹn đều trôi qua và không có một kết quả nào cả. Thậm chí là họ đã cho những cái cuộc khảo sát rồi những cái cuộc mà để mà khảo sát những người dân đó về cái tượng đài mà từng cái hình ảnh đó, những cái bản vẽ đó là có từ thời kiến trúc sư Thuyên, nhưng mà sau đó đó họp lại và nói rằng không, họ bắt đầu lại từ đầu, tức là phải gửi ra cho toàn thể dân chúng ở San Jose, mặc dù đây là một cái tượng đài của cái người cộng đồng người Việt của mình, rồi sau đó là sẽ phải đi qua một cái ủy ban, cái ủy ban về văn hóa và nghệ thuật của thành phố để duyệt xét, để chấm điểm. Và gần đây nhất là chúng tôi thấy là trong cái dịp 30 tháng 4 đã được gặp cái bà nghị viên này đó, thì bà đã trả lời chúng tôi là những cái đó bà đã gửi xuống miền Nam Cali để làm, mà thật sự không qua một cái thông báo nào với cái cộng đồng Việt Nam ở tại đây. Chúng tôi nghĩ rằng là cái cách đối xử của những người nghị viên hoặc là những người dân cử đương nhiệm đối với cộng đồng Việt Nam đã không có một cái sự kính trọng đáng có. Là vì giống như bác Lộc đã nói, mình đã đóng góp thật nhiều vào đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là đã tới lúc người Việt chúng ta cần phải thức tỉnh và nhìn nhận rằng cái sự cần thiết của một người Việt. Bây giờ cháu xin được đặt ra một cái vấn đề, có phải chăng đây là một cái chính sách sai lầm của một vị, đặc biệt là vị thị trưởng thành phố San Jose? Là bởi vì trong suốt thời gian qua ông thị trưởng này ông đã tiêu rất là nhiều tiền trong cái vấn đề tự nhiên á, là đi mở ra những con đường theo cái chính sách được gọi là Green Policy. Con đường thì đang rộng, thu hẹp lại để dành chỗ, rất là nhiều chỗ cho xe đạp. Mà cái người đi xe đạp thì rất là ít, chưa tới 1%, 2%. Và nhiều con đường đó, nó kẹt xe bởi vì lý do nó lòng đường nó thu hẹp lại. Xe lớn thì nhiều mà không có chỗ quẹo, đi quá đông, xả biết bao nhiêu là khói, trong khi dành chỗ cho xe đạp thì không có xe đạp đi. Rồi bao nhiêu cái lòng đường tự nhiên bỏ tiền ra đi sơn lại những góc đường, đi làm lại hết những cái ngã tư mà cái nhu cầu thì cũng có nhưng mà rất là thấp. Và rồi có nhiều những cái chính sách thì rõ ràng là không có gây sự chú ý đến cái vấn đề quan trọng số 1 của người dân là an toàn, an ninh và safety. Thì ý kiến của bác Lộc ra sao thưa bác? Đúng rồi, cái vấn đề mà cái con đường xanh ấy, mà của cái ông Sam và ông bày ra thì chắc là về sau này cái người nào thay thế chắc phải bỏ đấy. Bao nhiêu là tốn kém đường mà tự nhiên là đường cho nó kẹt. Alo. À. Dạ bác Lộc còn nói không? Rồi, bây giờ chắc bác Lộc đứt đường dây sẽ gọi lại. Bây giờ xin được mời anh Hồng có thể cho thêm ý kiến về vấn đề này. Thật sự là những cái đường xanh để cho xe đạp chạy đó, thì chúng tôi rất đồng ý bác Lộc, là vì cá nhân chúng tôi khi đang đi ngang qua đó đã thấy có những cái rất là bất tiện, và nhiều khi nó hơi cần phiêu một chút khi mình đi ngang qua đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái có lẽ là thành phố đã không tham khảo đầy đủ và sử dụng những cái ngân khoản một cách mà tôi nghĩ rằng là nó cũng có thể rất là tốn kém cho cái ngân sách của thành phố, trong khi thành phố đã có rất nhiều những cái nhu cầu khác cần phải giải quyết. Mà chúng tôi được biết rằng, dù chúng tôi biết rằng là vấn đề về environment hay là vấn đề mọi vấn đề về mọi thứ khác là của bên thành phố, họ cũng quan tâm, nhưng mà phải quan tâm một cách đúng mức và phải có sự tham khảo với lại đồng bào. Cảm ơn anh Hồng. Bây giờ thì mình cũng hơi trục trặc về vấn đề kỹ thuật, bác Lộc không biết là đường dây còn hay không. Nhưng mà thôi, trước khi quay trở lại bác Lộc thì xin hỏi ý kiến Mỹ Linh về vấn đề này. Vâng, thưa anh, thì Mỹ Linh nghĩ đó anh là cái vấn đề này đó, nó đúng là nó rất là vô lý. Tuy nhiên nếu mà mình nhìn kỹ đó thì nó đều là từ ngân sách mà ra, và cộng đồng Việt Nam của mình hoặc là tất cả những cư dân tại San Jose đã có những tiếng nói đóng góp và đòi hỏi như thế nào khi mà thành phố San Jose họ quyết định về ngân sách của họ. Một trong những cái lý do mà thành phố San Jose muốn làm những cái con đường như vậy mà gọi là green đó, là vì anh Nam và anh Hồng cũng thấy đó là cái tiền đó là từ liên bang mà có từ federal, mà bây giờ cái chính sách của họ là họ rất là focus về cái vấn đề mà làm sao để mà có thể
có được một cái môi trường xanh, môi trường tốt cho tất cả mọi người đang sống ở trên quả đất này. Và đó là một trong những chính sách mà họ đã làm. Trong khi đó, khi mà cái vấn đề mà quyết định cái ngân sách đó thì không có nhiều sự tham gia của các cư dân ở San Jose, trong đó có cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và đó là lý do vì sao đã có những quyết định như vậy. Thứ nhất, và em muốn trở lại cái vấn đề mà tiếng nói của cộng đồng của mình đó, thì nếu mình nhìn lại là vì sao mình đã không được đáp ứng đủ với những nhu cầu và những cái cần thiết của cộng đồng của mình, vì sao mình nên nghĩ lại cộng đồng của mình. Và em thấy cái lý do mà mình rất là cần phải nghĩ lại đó là vấn đề phân hóa cộng đồng. Vì cái vấn đề phân hóa cộng đồng mà mình không có một tiếng nói để mình có thể đòi hỏi được những cái nhu cầu cần thiết cho cộng đồng Việt Nam của mình. Hello. Dạ bác Lộc có nghe không ạ? Alo, Dạ bác Lộc có nghe không ạ? bây giờ bác nghe bằng cell phone đây. Rồi vâng, thế bây giờ mình nãy giờ bác hơi bị đứt quãng thì bây giờ xin được trở lại với bác. Cháu xin hỏi thăm bác với vấn đề mình đặt ra với thành phố San Jose. Thì để kết luận nữa thì bác kết luận như thế nào về vấn đề cộng đồng Việt Nam và mối quan hệ với thành phố thưa bác? Bác thì có mấy điểm mà vừa anh vừa đề nghị đó. Bác thấy là cái vấn đề mà dành riêng cho con đường xanh, cho xe đạp mới là phải dẹp bỏ với cái cột đó, cái đó là vô tích sự, cái đó không, thành phố của mình không phải là một thành phố du lịch như bên Âu Châu mà người ta toàn đi xe đạp, cái việc đó phải bỏ. Bây giờ chuyện thứ hai nữa là bác muốn tóm gót ý kiến về vấn đề homeless. Homeless của cái thành phố này nó quá 7-8 ngàn người, nhưng mà nó ở những cái khu vực khác. Còn nó bây giờ những người homeless đó nó xuất hiện ở cái khu downtown, khu số 7 với lại khu số các thứ đó, nó khá nhiều. Cái đó là mình thành phố phải dẹp đi, là bởi vì rất là nguy hiểm. Những người mà đi xin, bác nghĩ là độ chừng chưa tới 100 người, nó chia ra đứng ở các góc đường, và những cái đó rất là nguy hiểm cho xe cộ, mà nó là làm cho cái vẻ đẹp của thành phố nó cũng không ra cái gì nữa. Nó, những cái người như vậy là không không làm, rất là nguy hiểm cho vấn đề tai nạn. Thế cái đó là phải dẹp. Mà có một cái ý kiến thêm nữa đó, là anh Nam với tất cả quý vị thấy á, là trên những cái khu thương xá của Việt Nam ấy, họ đưa ra những tấm bảng là phải khóa cửa, phải trộm cắp gì đủ mọi thứ đó. Không có một cái thương xá nào của Mỹ hay là ở đâu mà có những cái bảng lưu ý như vậy. Cái đó là những người quản thủ, những người nhà tư bản mà là chủ nhân của các thương xá đó, phải tăng cường những người an ninh nội 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 địa phương, nội bộ, và phải làm như vậy. Cảnh sát trưởng cũng có thể tới nói chuyện thẳng với các chủ nhân để yêu cầu gia tăng rồi giúp đỡ nhau, chứ không thể nào làm tấm bảng như vậy mà trở thành một cái chỗ mà gọi là chuyên môn bị cướp giật nhiều lần ở khu của mình. Tất cả những việc đó là trách nhiệm của tất cả mọi người cùng phải làm, chứ không phải không thể để mà nó bỏ mặc như vậy được. Đó là những ý kiến mà phải nói là rất là trong cái vấn đề mà gọi là bực bội mà phát biểu ý kiến lên với thành phố, với lại tất cả những người giới chức có thẩm quyền, mấy cái anh nghị viên đi, chả hiểu anh làm ăn gì đâu. Anh có bao giờ đi thăm viếng cái cộng đồng Việt Nam để mà hiểu biết, tìm hiểu thêm ra làm sao đâu. Cái đó là những cái ý kiến của chúng tôi. Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay quý vị vừa có cái dịp nghe chúng tôi mở những cái cuộc thảo luận hàng ngày, và hôm nay là lần thứ hai của Dân Sinh với sự tham dự của ông Vũ Văn Lộc, ông Cao Mạnh Hồng và cô Phạm Mỹ Linh. Tuy nhiên xin quý vị thông cảm là bởi vì cũng vấn đề kỹ thuật, thành ra do đó có lúc nó hơi bị ngắt quãng. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện để kỳ tới, ngày mai sẽ khá hơn. Nhưng mà hôm nay vì thời gian giới hạn cũng phải xin tạm ngừng, và xin được cảm ơn toàn thể quý thính giả đã theo dõi, và xin được cảm ơn bác Lộc, anh Cao Mạnh Hồng và cô Mỹ Linh. Vâng, xin chào toàn thể quý khán thính giả. Có dịp chúng ta sẽ trở lại vấn đề này.